Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022, từ Phnom Penh, nước Campuchia. Thưa quý vị, hôm 12 tháng 1 năm 2022, Cục Đại dương Môi trường Quốc tế và các vấn đề khoa học của Mỹ, được viết tắt là CSIS, cục này thuộc về Bộ Ngoại giao của Mỹ, đã ra một bản báo cáo 150 với tiêu đề là Limits of the Seas, xin tạm dịch là các giới hạn trên biển. Báo cáo 150 dài khoảng chừng 47 trang. 47 trang đó nó tóm tắt lại là công khai một cách chính thức bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc, hoặc gọi là yêu sách chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, gồm có cả Biển Đông là gồm có cả Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, cùng với một số lãnh hải nhờ mà xa hơn nữa như là lãnh hải thuộc về Philippines là Scarborough, vân vân. Thì ngày 12 tháng 1 năm nay, 2022, như vậy Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã chính thức bác bỏ đường lưỡi bò chính điểm của Trung Quốc, cho rằng không có cơ sở pháp lý và Trung Quốc không có quyền chủ quyền. Không có chủ quyền nhé, không có quyền chủ quyền, không có quyền tài phán trên một bản đồ lãnh hải rộng lớn mà Trung Quốc không chứng minh được. Thưa quý vị, báo cáo 150 này năm 2022 có khác gì với báo cáo kỳ trước của Mỹ hay không? Của Mỹ kỳ trước, thưa quý vị, năm 2014, Mỹ đã ra một bản báo cáo. Báo cáo đó vào năm 2014 được gọi là báo cáo 143. Báo cáo năm 2014 chắc quý vị còn nhớ là chưa có vụ kiện của Philippines với Trung Quốc tại Tòa án Trọng tài Quốc tế là hay. Trung Quốc bị Philippines kiện vào năm 2016 và đã có phán quyết vào năm 2016. Nên hồi đó Mỹ chưa có dựa lên trên phán quyết của trọng tài quốc tế để mà có một nhận định rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ là năm 2022, tức là đã hơn 5 năm sau, thì Mỹ đã có những cơ sở trên phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hague, nên mới mạnh miệng hơn nhiều. Trong năm 2014, thưa quý vị, những vấn đề mà báo cáo của Mỹ 143 nêu lên hầu như chỉ là đặt vấn đề pháp lý. Hầu như chỉ là đặt những câu hỏi pháp lý. Và những câu hỏi pháp lý đó chính là một trong những cơ sở để mà Tòa án Trọng tài Quốc tế năm 2016 trả lời. Và chính câu trả lời của Tòa án Trọng tài Quốc tế thì Mỹ năm nay mạnh miệng hơn nhiều. Trong năm 2014 đó, thì khi ấy Mỹ nói rằng là chứ bản đồ chính điểm đỏ hay là bản đồ lưỡi bò mà Trung Quốc đưa ra năm 2009 đó, dựa trên cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc? Trung Quốc nói rằng là Trung Quốc có các dữ kiện lịch sử. Thì dữ kiện lịch sử đó có phải là dữ kiện xác thật hay là chỉ là dữ kiện được vẽ vời ra sau này? Vẽ vời ra sau này, chứ không phải là những dữ kiện xác thực. Not authentic facts. Nên là đó là bản báo cáo năm 2014 đặt những câu hỏi như vậy.
Và như thế đó thưa quý vị, là bản đồ 9 điểm đỏ năm 2014 mà Mỹ đặt ra đó thì hầu như chỉ là đặt vấn đề, tức là chỉ là đặt question thôi, chứ không có đưa ra những khẳng định. Nhưng năm nay thưa quý vị, năm 2022 thì Mỹ đưa ra khẳng định. Đó là sự khác biệt lớn nhất, Mỹ đưa ra khẳng định. Khẳng định của Mỹ thì phải nói rằng là năm nay là một cú tát tay vô mặt Trung Quốc. Khi Mỹ nói rằng là trong tất cả những văn kiện thì cái mà Trung Quốc được gọi là yêu cầu ở trên, dùng cái danh từ là cụm đảo hay là quần đảo Nam Hải Chu Đảo. Nam Hải Chu Đảo gồm có những đảo mà gọi là quần đảo thưa quý vị. Nam Hải Chu Đảo gồm có những quần đảo mà Trung Quốc kêu, đây là danh từ Trung Quốc chứ không phải Việt Nam, thưa quý vị nha. Nam Hải Chi Đảo thì có là Tây Sa, tức là Hoàng Sa của Việt Nam. Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam. Trung Sa và Đông Sa. Thì Trung Quốc nói rằng là Trung Quốc có chủ quyền ở trên Nam Hải Chi Đảo. Quý vị biết rằng là chứ là Việt Nam mình kêu Biển Đông thì chỉ có Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng Nam Hải Chu Đảo của Trung Quốc thì gồm luôn thêm đó và thêm nhiều nữa, là gồm cả và Đông Sa và Trường Sa. Trung Quốc khi khẳng định là Nam Hải Chu Đảo thì đặt ra những vấn đề pháp lý hàng hải. Và như quý vị đã biết, năm ngoái Trung Quốc còn đặt ra là những tàu bè nào đi vào Nam Hải Chu Đảo thì phải báo cáo cho Trung Quốc. Bây giờ nói rằng đó là luật an ninh hàng hải Trung Quốc. Nhưng thưa quý vị, Mỹ xác định năm nay cái được gọi là Nam Hải Chu Đảo không có cơ sở pháp lý, nên Trung Quốc không có chủ quyền, không có chủ quyền tài phán, không có cơ sở pháp lý để áp đặt lên trên tất cả các quốc gia trong vấn đề tự do hàng hải và tự do hàng không ở trên vùng biển và vùng trời nơi đây. Đó là một khẳng định rất lớn của Mỹ năm nay thưa quý vị. Nó như là một cú đấm thôi sơn vô mặt Trung Quốc. Mỹ vì quyền lợi của Mỹ trong vấn đề tự do hàng hải và tự do hàng không khẳng định điều đó. Không có nghĩa rằng là Mỹ nói rằng là ôi Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam đâu nhá. Thưa quý vị đừng có lộn với chỗ đó. Đây là chỉ nói Trung Quốc không có chủ quyền tài phán hoặc là quyền chủ quyền hoặc là pháp lý, cơ sở pháp lý để ấn định những điều mà Trung Quốc ấn định Mỹ cho rằng là rất vô lý. Nhưng không có nghĩa rằng là Mỹ nói là Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào có quyền ở trên cái vùng biển và vùng trời nơi đó. Thật ra ám chỉ của Mỹ nó rõ ràng lắm thưa quý vị. Đó là vùng này là vùng của quốc tế. Vùng này là vùng của quốc tế. Không phải kỳ này Mỹ mới nói, nhưng mà trước đó bộ phát ngôn viên hạm đội 7 của Mỹ đã từng nói trong cái ý nghĩa người ta gọi là implication, ám chỉ đây là vùng biển và vùng trời quốc tế. Các quốc gia có quyền đi ngang qua mà không bị bất kỳ một quốc gia nào đặt vấn đề. Thì Trung Quốc là quốc gia lớn nhất, là đối thủ mạnh nhất. Thì kỳ này Mỹ tập trung nói thẳng cho Trung Quốc biết rằng với phán quyết của Tòa án quốc tế ở tại La Hague năm 2016 và với những gì mà Mỹ nghiên cứu, Trung Quốc, kỳ này là khẳng định chứ không phải là câu hỏi nữa, khẳng định Trung Quốc confirm á, tức là khẳng định
Trung Quốc không có chủ quyền và cũng không có quyền chủ quyền. Tức vì không có quyền, không có chủ quyền thì không có quyền chủ quyền. Không có quyền chủ quyền thì không có cái quyền để gọi là quyền áp đặt những vấn đề pháp lý lên trên các tàu, các chuyến bay vân vân và vân vân. Quý vị biết năm 2014, từ năm 2009 cho đến nay đó, là Trung Quốc nói rằng là Trung Quốc tuân thủ theo UNCLOS 1982. Và Trung Quốc nói rằng là UNCLOS 1982 còn có một số thiếu sót cần phải bổ sung để gọi là đáp ứng những nhu cầu cho Nam Hải chu đảo. Thì kỳ này Mỹ cũng nói luôn đó là như thế là Trung Quốc coi thường UNCLOS 1982. Vì Mỹ nói rằng là UNCLOS trên cơ sở pháp lý có nhiều căn bản, có thể flexible, tức là uyển chuyển để giải quyết các vấn đề. Như vậy đó, nếu mà cần có những ứng xử gọi là có tính cách là khi mà biến chuyển xảy ra, nó gọi là COC đó, thì các ứng xử đó là các quốc gia, các bên phải đồng thuận. Và thưa quý vị, chính điều này đó là điều mà Việt Nam trong vài năm qua, đặc biệt là dưới thời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, qua Ngoại trưởng của Việt Nam là Bùi Thanh Sơn, thôi thúc rất nhiều các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Quốc, nhất là thôi thúc Trung Quốc, hãy ngồi xuống và ký vào một văn bản tạo cơ sở pháp lý cho COC đồng thuận trong vấn đề giải quyết khi mà có những mâu thuẫn xung khắc xảy ra. Và Trung Quốc đã chần chừ rất là lâu, cho tới ngày hôm nay cũng chưa có ký được, thưa quý vị. Để quý vị hiểu thêm rằng là Việt Nam hiểu tầm quan trọng này, và Việt Nam đã đi là một quốc gia tiên phong trong vấn đề vận động để làm sao Trung Quốc phải ngồi xuống ký vào văn bản có cơ sở pháp lý COC khi mà các biến chuyển xảy ra ở Biển Đông gây xung khắc. Nhưng Trung Quốc cứ né tránh dần dần, và Trung Quốc muốn là đàm phán song phương, không chịu đàm phán đa phương. Để quý vị hiểu thêm chuyện đó, thì kỳ này đó, trong bản báo cáo của Mỹ đó, Limits of the Sea, những giới hạn của biển đó, thì Mỹ cũng nói rằng là coi như là hiến chương về biển của thế giới đó, UNCLOS năm 1982 đó, là đã đủ cơ sở pháp lý. Chỉ cần có những flexibility trong vấn đề đàm phán, giải quyết vấn đề mâu thuẫn thôi. Chứ không phải nói là coi thường, undermine 1982 UNCLOS được. Đó là cái điểm mà trong 47 trang báo cáo của Mỹ về bản đồ 9 điểm đỏ của Trung Quốc năm nay, thưa quý vị. Điều này thì tôi cho rằng là Mỹ bước vào một bước thực tế hơn và tạo thêm răng, tức là the teeth, cái răng để mà enforce, tức là làm áp lực cắn mạnh hơn để Trung Quốc đừng nghĩ rằng là Trung Quốc muốn làm gì thì làm ở tại Biển Đông. Mỹ vì quyền lợi của Mỹ và vì quyền lợi của các quốc gia Tây Phương thì họ làm điều đó. Chúng ta hoan nghênh khi những quyền lợi đó song hành với quyền lợi của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta tôn trọng sự đánh giá đó của nước Mỹ. Thế thì trong thứ Năm vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam qua bà phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cũng đã trả lời là Việt Nam ghi nhận bản báo cáo đó của Mỹ và Việt Nam yêu cầu tất cả các bên phải tôn trọng pháp lý UNCLOS 1982
và hãy tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên phần lãnh hải mà Việt Nam có đầy đủ cơ sở để chứng minh chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam tôn trọng là vì sao? Việt Nam muốn cho vùng biển đó, vùng trời đó thật là yên bình để mọi bên được hưởng sự thái bình và thịnh vượng, chứ không muốn có một sự căng thẳng nào gây ra những xung khắc không cần thiết trong giai đoạn này. Đó là trả lời khéo léo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày thứ Năm tuần qua. Tôi nghĩ rằng đây là một câu trả lời rất là ngoại giao, không có đụng chạm tới bất kỳ một nước nào. Vì nếu mà mình nói mà không khéo thì chính mình sẽ đụng chạm tới những quốc gia trong khối ASEAN mà họ đang tuyên bố cũng có chủ quyền ở tại Trường Sa, quần đảo Trường Sa, như là Brunei, Malay, Philippines, vân vân, mà không khẳng định được chủ quyền của đất nước và quyền chủ quyền của đất nước trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa một cách khẳng định như là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, thì đó cũng là có lỗi với quốc dân Việt Nam. Nên cách nói của bà Lê Thị Thu Hằng là cách nói khôn khéo của ngoại giao, và tôi cho rằng đạt đúng tiêu chuẩn quốc tế cũng như là chính tiêu chuẩn của quốc nội Việt Nam. Thưa quý vị, đương nhiên phản ứng của Trung Quốc thì không hài lòng. Vì Trung Quốc trong những năm qua, quý vị đã hiểu rồi, sức mạnh của họ đang bắt đầu vươn mình dậy trên mọi lĩnh vực. Từ vấn đề quân sự, kinh tế, không gian, kỹ thuật vân vân, họ bắt đầu vươn mình dậy, chạy đua cũng có thể nói rằng là nhiều mặt đã vượt qua nước Mỹ. Họ đã có những vũ khí siêu thanh, những đầu đạn siêu thanh, và họ yểm trợ cho Triều Tiên có missile, tức là phi đạn siêu thanh rồi, gắn đầu đạn nguyên tử, gây một sự đe dọa rất lớn lên trên Mỹ nữa. Các thành phố lớn của Mỹ bây giờ không còn an toàn như trước, vì nếu mà Triều Tiên có đầu đạn nguyên tử gắn trên các phi đạn mà siêu thanh như vậy, thì Mỹ chưa có bất kỳ một vũ khí nào có thể ngăn chặn được hỏa tiễn siêu thanh. Nên là những thành phố lớn, Los Angeles, bên phía bờ Tây Đại Tây Dương đó, Los Angeles, Seattle, Portland, vân vân, là dưới tầm ngắm được của hỏa tiễn siêu thanh có đầu đạn nguyên tử của Triều Tiên. Mỹ rất e ngại, thưa quý vị. Vậy thì chính Mỹ muốn ve vãn Việt Nam vào trong bộ tứ kim cương mở rộng để ngã vào vòng tay của Mỹ. Nhưng Việt Nam hiểu Mỹ rất nhiều và hiểu vị thế của Việt Nam trong địa thế giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cũng như là quá trình lịch sử, nên Việt Nam lúc nào cũng kiên định chính sách 3-0 của mình và thấy rằng là ve vãn Việt Nam từ thời kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama qua đến thời kỳ cựu Tổng thống Donald Trump và bây giờ tới thời kỳ của Tổng thống Joe Biden, thấy rằng là Việt Nam vẫn kiên trì như vậy. Thì mới đây động thái của Mỹ đó là thôi tìm một quốc gia khác, và nước Pháp và nước Mỹ cùng với nước Úc là sẵn sàng hợp tác quốc phòng trực tiếp với Indonesia. Vì Việt Nam mình có cái danh từ là không có thì bắt con khác thay thế thôi. Thì những cơ quan truyền thông quốc tế như VOA, như lại là Radio France International,
họ nói rằng là đây là một bài học cho Việt Nam, không chịu thì người ta sẽ chọn nước khác, nước khác sẽ được hưởng. Theo tôi đó thì Indonesia hưởng thì cứ việc hưởng, cái lợi đó nó nhỏ, nhưng mà cái hại nếu mà Việt Nam chọn theo kiểu đó thì cái hại rất là lớn, lớn không thể tưởng tượng được. Vì dại dột một quốc gia nhỏ bé mà nằm cạnh anh khổng lồ, mà dại dột ra mặt đối đầu với anh khổng lồ thì chỉ còn hứng chịu sự thịnh nộ, thì trên tất cả mọi phương diện Việt Nam sẽ bị khủng hoảng, nhất là khủng hoảng tấm vận kinh tế. Quý vị cứ xem câu chuyện của nước Ukraine sát cạnh với nước Nga, mà đã không khéo ứng xử thì đã bị sự thịnh nộ như thế nào rồi. Và khi đụng chuyện đó, cũng chưa chắc là Liên Âu hay là nước Mỹ cứu, như trường hợp bán đảo Crimea năm 2014. Nga đưa quân vào chiếm lấy Crimea, Mỹ nói cho đã, trừng phạt cho đã, nhưng rồi cuối cùng đâu cũng vào đó. Và Crimea nay đã hoàn toàn thuộc về nước Nga vĩnh viễn. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.